chúng ta đi từ cõi chết đến cõi sống. Đó là một con đường mà mọi thân phận con người chúng ta đều phải đi qua. Con người phải bước đi trong lầm than đau khổ, trong tội lỗi, trong thất vọng và tiến dần đến sự chết. Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, nhưng chúng ta không thấy Chúa, không nhận ra Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận ra người. Khi gần đến làng họ định tới, người làm như thể còn phải đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép người: "Xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Vậy người vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người, nhưng người biến mất. Họ nói với nhau: "Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta khi người đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta lúc đi đường đó sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy trở về Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn khác đang tụ họp. Những người này nói với hai ông: "Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Trong bài đọc 1, chúng ta vừa nghe trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng chúng ta đi từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta thương yêu anh em. Như vậy, Thánh Gioan mở ra cho chúng ta thấy con đường cuộc đời của mỗi người là bước đi từ trong cõi chết đến với cõi sống nhờ ơn cứu độ bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy trong giờ này, tôi xin mời gọi quý ông bà và anh chị em dựa trên lời Chúa nhìn vào cuộc đời của cha cố Gioan Bautista để chúng ta khám phá ra hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta là một hành trình tiến về với Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Vâng, hai môn đệ trên đường Emmaus đi từ Jerusalem về Emmaus, cách Jerusalem khoảng 60 dặm. Sau khi chứng kiến cái chết của thầy mình, các ông sống trong tâm trạng sợ hãi, thất vọng và bi quan, chán nản để trở về quê làm ruộng. Bao nhiêu hy vọng vào thầy của mình, đấng mà mọi người chờ mong sẽ giải thoát Israel khỏi ách đô hộ của người Roma, để Israel trở thành một vương quốc hùng mạnh, giờ đây tiêu tan hết. Cho nên thất vọng chán nản về quê. Trên con đường ấy, Chúa Giêsu hiện ra đàm đạo, đi đường giải thích kinh thánh cho các ông. Nhưng mang cái tâm trạng chán nản, buồn phiền, thất vọng, mắt các ông bị che khuất, để rồi đi với thầy cả một đoạn đường dài suốt một ngày mà vẫn chẳng nhận ra thầy. Đó là một con đường mà mọi thân phận con người chúng ta đều phải đi qua. Chúng ta mặc dù được Thiên Chúa tạo dựng, được khởi đi từ Thiên Chúa, nhưng vì tội lỗi chúng ta đã chối từ Thiên Chúa. Và vì chối từ Thiên Chúa, con người phải bước đi trong lầm than đau khổ, trong tội lỗi, trong thất vọng và tiến dần đến sự chết. Mặc dù trên con đường ấy Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, nhưng chúng ta không thấy Chúa, không nhận ra Chúa và không đón nhận ân huệ của Chúa. Đó là thân phận con người trong kiếp nhân sinh này. Ai ai cũng phải thế. Cuộc đời cha cố Gioan Bautista thân yêu của chúng ta cũng vậy. Từ biến cố năm 54, di cư vào miền Nam, từ bỏ địa phận mẹ Bùi Chu, chịu chức ở Sài Gòn,
được sai đi làm phó sứ Châu Nam, miền Hóc Môn, rồi đến Châu Hiệp, Mỹ Tho, coi sóc cộng đoàn dân Chúa ở đó. Rồi cũng vì biến cố, vì chiến tranh, lại đưa dân từ Châu Hiệp, Mỹ Tho về lập nên cái giáo xứ Phú Thọ Hòa này. Chứ con chừng từ khi rời đất mẹ Bùi Chu để rồi định cư và rể với Chúa tại Phú Thọ Hòa này, chắc chắn cuộc đời của cha cố trong sứ vụ linh mục của mình trải qua cùng với giáo dân của mình biết bao nhiêu những thử thách, những đau khổ, những mất mát. Và chắc chắn đối diện với nó cũng không ít lần chán nản, bi quan, thậm chí là sợ hãi và lo âu. Thế nhưng chúng ta sẽ thấy là một cái điều rất kỳ diệu, đó là quãng đường từ Jerusalem đến Emmaus cũng là một con đường đó, cũng có Chúa Giêsu hiện diện, nhưng vì tội lỗi, vì mắt bị che khuất không nhận ra Chúa nên vẫn cứ mãi sống trong chán nản, thất vọng. Nhưng con đường ngược lại từ Emmaus về Jerusalem thì chúng ta thấy gì? Một thái độ hoàn toàn khác. Khi ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu, thấy người cầm bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông, lúc đó các ông mắt mới bừng sáng lên, mới nhận ra thầy của mình, đúng thầy mình rồi. Bởi vì những hành động đó chẳng xa lạ gì, khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, người cũng cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ, để các môn đệ trao cho mọi người. Mà nhất là trong bữa tiệc ly, thầy cũng cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy. Một cử chỉ quá đỗi thân thương, một cử chỉ đã khiến ra các môn đệ nhận ra được đây chính là thầy mình. Và điều kỳ diệu nằm ở chỗ này, không thấy thầy bằng xương bằng thịt nữa, lúc đó thầy biến mất. Khi thầy biến mất, những tâm trạng của các ông lại hoàn toàn biến đổi, không còn chán nản, không còn buồn bã thất vọng nữa, mà tràn đầy niềm vui và niềm hy vọng. Các ông vội vàng đứng dậy trở về Jerusalem để nói với 11 tông đồ và các bạn hữu đang tụ họp nhau, thầy mình đã sống lại. Trên con đường ấy là con đường mặc dù không thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng các ông tin đấng phục sinh là thầy của mình vẫn đang đồng hành với mình, và nhận ra được trong ánh sáng đức tin thầy mình đã sống lại, nên tâm trạng tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hy vọng. Và cuộc đời của con người chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Khi chúng ta có đức tin vững vàng vào Thiên Chúa, khi chúng ta nhận ra được Chúa luôn luôn đang đồng hành, hiện diện, sẻ chia cuộc sống với chúng ta, nâng đỡ và dìu bước chúng ta đi, chúng ta sống trong hy vọng, trong sự cậy trông phó thác vào lòng thương xót của Ngài, luôn luôn bảo vệ, chở che và là sức mạnh để chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, thì chúng ta không còn đau buồn nữa. Mà trái lại, cuộc đời dù có đau khổ, dù có rất nhiều thử thách, chúng ta vẫn tiến bước trong niềm vui, trong bình an, trong niềm hy vọng vào ơn cứu độ. Vì giờ đây chúng ta không còn phải sống lệ thuộc vào những gì của trần gian này nữa, mà chúng ta sống để hướng về hạnh phúc nước trời. Và quả thật như Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài, chúng ta biết rằng chúng ta đi từ cõi chết đến cõi sống. Cha cố Gioan Bautista thân yêu của chúng ta cũng thế. Trên con đường sứ vụ vất vả nhọc nhằn, nhất là một lần di cư, nhất là đưa dân từ Mỹ Tho về đây định cư thiết lập cái giáo xứ Phú Thọ Hòa này, rất nhiều những gian nan thử thách buổi ban đầu ấy. Nhưng người linh mục là người mục tử thay mặt Chúa Kitô chăm sóc hướng dẫn đoàn dân của Chúa, cho nên người linh mục chắc chắn sẽ là người luôn luôn vững tin vào thầy chí thánh của mình, luôn luôn nhận ra thầy chí thánh của mình đang đồng hành với mình, đang hướng dẫn mình để đưa dân Chúa đến đồng cỏ xanh tươi. Cho nên dù vất vả, dù khó khăn, dù nhọc nhằn, vẫn tiến bước ra đi trong niềm vui, trong lạc quan và niềm hy vọng. Điều này tôi thấy được thể hiện một cách rõ nét một điểm thôi, là khi Ngài hưu rồi thì vẫn ở Phú Thọ Hòa này, thì tôi nghe nói rằng mỗi bữa tiệc Ngài thích ra hát, không ăn gì hết, chỉ ra hát trong bữa tiệc đó 1-2 bài rồi đi vào.
hát với tất cả cái niềm vui, cái niềm say mê và thông truyền cho mọi người trong bữa tiệc đó cái niềm vui của Ngài. Vâng, đó không phải là một niềm vui của người trần thế đi tìm những niềm vui chóng qua phù phiếm, mà đó là một niềm vui của người môn đệ Đức Kitô đã tìm được niềm vui trong Chúa để rồi thánh hóa tất cả những hành động của mình, những cách sống của mình, thể hiện với mọi người, trao ban cho mọi người niềm vui từ Thiên Chúa. Khi nghe tin Ngài ra đi, chúng tôi cũng ngỡ ngàng. Có người nói với tôi là: thưa cha Gioan Bautista đã ra đi. Tôi lại cứ nghĩ tới cha nguyên quản hạt Gioan Bautista Đoàn Vĩnh Phúc cơ. Thế thì tôi mới nói thôi, chắc tới lúc Chúa gọi Ngài đi rồi, đến lúc mà thưa cha, không phải cha Phúc đâu, cha Dông. Tôi mới giật mình. Tôi thấy Ngài khỏe lắm. Gặp Ngài lần nào khi tĩnh tâm ở đây, hay có lần Ngài ghé Phú Trung chúng tôi, thì Ngài luôn luôn thấy một cái sức sống, một cái niềm vui, một cái niềm lạc quan. Cho nên tôi thấy được cái hành trình của Ngài từ Bùi Chu đến Sài Gòn, xuống Mỹ Tho và trở đến định cư và sống chết với cái mảnh đất Phú Thọ Hòa hơn 50 năm qua, là một hành trình từ cõi chết Ngài đi đến cõi sống. Cho nên giờ phút này thân xác Ngài tuy nằm bất động ở đây, Ngài chấm dứt cái cuộc sống trần gian này, cuộc lữ hành trần thế này, nhưng Ngài bắt đầu để bước vào một sự sống mới trong nhà cha trên trời. Thế thì thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tin tưởng rằng cuộc đời của chúng ta dù gian nan vất vả khó khăn, nhưng luôn luôn là một hành trình tiến đến sự sống, luôn luôn là một hành trình tiến đến Jerusalem Thiên Quốc. Trên hành trình ấy có Chúa ở cùng chúng ta. Trên hành trình ấy, nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Kitô, mà chúng ta dù phải trải qua khó khăn, gian khổ, thử thách, chúng ta vẫn luôn luôn có được niềm vui sống, luôn luôn có được niềm hy vọng, và luôn luôn nhắm một đích đến duy nhất là hạnh phúc nước trời, cõi sống viên mãn trong nhà cha đấng giàu lòng thương xót. Hai môn đệ trên đường Emmaus đã làm chứng cho chúng ta về con đường ấy, và gần gũi với chúng ta, thân thương với chúng ta. Cha cố Gioan Bautista thân yêu của chúng ta đây, cả cuộc đời của Ngài cũng đã làm chứng cho chúng ta và đã đi trọn vẹn cái hành trình ấy. Giờ đây dĩ nhiên mang cái thân phận con người yếu đuối, với 91 năm sống trần gian, không ít lần cũng có những thiếu sót, những lỗi lầm. Chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả cho Ngài, để Ngài thực sự đi đến bến bờ bình an là Jerusalem Thiên Quốc. Xin Chúa yêu thương đón nhận cha cố thân yêu của chúng con vào chú hưởng sự sống vĩnh cửu trong nhà cha trên trời. Amen.